Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nông thôn chuyển động được phát sóng vào lúc 6 giờ 10 phút hàng ngày trên kênh VTC 16. Và chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay 27 tháng 11 với tiểu mục Chuyện gì đang xảy ra. Cựu chủ tịch Cuba, ông Fidel Castro, biểu tượng của cách mạng Cuba và Mỹ Latin, đã qua đời ở tuổi 90. Cá biển lại chết hàng loạt ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Thưa quý vị, tiếp sau vụ cá bớp chết hàng loạt tại khu đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh trong trận mưa lũ hồi đầu tháng 11, những ngày qua cá biển tại chết hàng loạt, nổi trắng cả một đoạn bờ biển ở địa phương này. Đầm Vĩnh Yên, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh. Hàng ngàn con cá bông biển bị sóng giạt vào bờ và nổi lên mặt nước như thế này. Theo ngư dân, đây là một trong những loài cá sống ở tầng đáy, khó đánh bắt và ít chịu ảnh hưởng của môi trường. Thế nhưng, đột nhiên hai ngày nay, loại cá này bị chết hàng loạt. Không chỉ vậy, nhiều loài cá biển rất khó đánh bắt như cá mú, trình, cá đuối, thậm chí tôm, mực, ghẹ cũng bị chết và giạt vào bờ. Và chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ, có người đã vớt được hàng chục kg cá. Ở trong Bản Vẽ, đầu tôi nghe tin con em dâu lên, nó là ở ngoài đây cá chết rất nhiều. Nên chưa ra lúc 3 giờ chiều, cá xe thì vớt cũng được mười mấy ký. Cộng lại con em dâu nó vớt trong ngày cũng được 1 triệu. Con bén dồn dồn cũng được 1 triệu. Nó là buổi sáng đông lắm, đông đen biển luôn á. Theo người dân, tình trạng này đã xuất hiện rải rác cả tuần nay. Song cao điểm nhất là vào 24 tháng 11, với lượng cá vớt lên ước tính từ 4 đến 5 tấn. Không chỉ cá biển, mà khoảng 2.000 con cá bớp lớn nhỏ cùng với tôm hùm và hàng vạn ốc hương của 3 hộ dân nuôi trong lồng bè đang chắn nằm trong khu vực biển này cũng đã bị chết trắng. Sống nhờ biển mà giờ kiểu đây thì thiệt hại quá nặng, kiểu đây không có ngờ gì mà làm được nữa trời. Giờ không ai dám đầu tư xuống một cái gì nữa trời. Giờ dắt bè, dắt ở rô dịp, rạ lứa rồi dịp hết nghỉ luôn chứ đâu làm được gì nữa đâu. Sốc chứ, sốc lắm chứ, điều mình gượng gì thôi chứ rất sốc. Dưới biển cũng chết, mẹ trên bì nó cũng chết. Hồi sáng giờ thấy vậy ông dắt bì vô chứ đâu còn con cá nữa, bì nữa đâu mà ở. Tôm cũng chết luôn. Hiện tại bây giờ là dây nhà nước 100 triệu đúng ở trong ngân hàng vậy dễ ạ. Tình trạng cá biển chết giạt vào bờ cũng xuất hiện ở vùng biển lân cận như thôn Tuần Lễ, xã Vạn Thọ và khu đầm Mây, thôn Vĩnh Yên. Số cá chết người dân vớt được lên tới 15 tấn. Theo người dân địa phương, mặt nước biển nơi xảy ra tình trạng cá chết đều xuất hiện dòng chảy màu đỏ. Đây là lần đầu tiên hiện tượng lạ này xuất hiện, khiến người dân hoang mang, lo ngại. Biển thì cái màu nó rất là đỏ, đỏ như máu vậy, nó rất là khét. Cái này nói chung tôi sống ở đây hồi giờ mấy chục năm nay, cái hiện tượng này là bây giờ là lần đầu tiên mới nhìn thấy, chứ hồi giờ là không bao giờ có. Nói chung bà con cũng rất là hoang mang, không biết sao, cũng là trước mắt phải nhờ các ngành các cấp, các thẩm quyền để cho biết cái kết quả nó sao, bà con nó yên tâm. Hiện tại tình trạng cá chết vẫn còn tiếp diễn. Để giảm tình trạng ô nhiễm, xã Vạn Thạnh đã huy động người dân vớt cá chết đem tiêu hủy. Trạm thú y Vạn Ninh cũng đã lấy mẫu nước biển, mẫu cá biển chết để tiến hành kiểm tra nhằm làm rõ nguyên nhân của tình trạng cá chết bất thường này. Sau sự cố môi trường biển, nhiều hộ dân vùng biển ở Hà Tĩnh đã chủ động chuyển đổi nghề nghiệp để đảm bảo cuộc sống trước mắt lẫn lâu dài, nhất là sau khi có tiền đền bù thiệt hại. Không ít hộ đã đầu tư mua sắm tư liệu sản xuất để phát triển ngành nghề. Phóng sự được thực hiện tại thị xã Kỳ Anh. Dãy quán hàng ven biển này trước đây là nguồn thu nhập chính cho hàng chục hộ gia đình. Tuy nhiên sau sự cố môi trường, tất cả trở nên hoang vắng. Ông Đặng Đình Linh là chủ một nhà hàng. Kinh doanh thủy hải sản ế ẩm, ông Linh đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng dây chuyền sản xuất gạch không nung. Giờ đây mỗi tháng ông đã có thu nhập trên 10 triệu đồng và giải quyết việc làm cho 6 lao động. Theo ông Linh, nghề mới tuy thu nhập không cao như kinh doanh thủy hải sản trước đây nhưng lại khá ổn định. Nghề kinh doanh ở bãi biển á, thì được là một năm thì mua vụ, còn là kinh doanh mua vụ được 6 tháng, còn 6 tháng mưa gió thì về nghỉ ngơi, chứ mà cái này thì thu nhập không cao bằng cái quán hàng ngoài ổ hàng ở ngoài biển, nhưng mà nó thì ổn định lâu dài, tức là nghề nghiệp quanh năm, công nhân cũng có làm quanh năm, gia đình cũng có làm quanh năm. Cũng giống như ông Linh, nhiều hộ dân vùng biển ở thị xã Kỳ Anh đã chủ động chuyển đổi nghề nghiệp, khôi phục sản xuất.
Gia đình ông Nguyễn Xuân ở xã Kỳ Hà là một ví dụ. Trước đây ông có 6 thuyền, tuy nhiên do công suất máy nhỏ nên chỉ đánh bắt ở vùng lộng. Để tiếp cận ngư trường lớn, ông Xuân quyết định đầu tư đóng tàu mới công suất 250 mã lực để đánh bắt xa bờ. Đánh bắt xa bờ trong đồng kể để đi làm ăn cho thoải mái hết. Thì vì ở đấy là cũng có người mua bán ấy. Thì chứ cũng nói ở nhà cả hơn một năm rồi đó. Thì chứ cũng đã đi với những người đồng cái chỗ tổ đấy. Cha con đánh bắt xa bờ thì mà kiểm ăn đồng sinh sống ngay rồi chứ. Là địa phương có số hộ bị ảnh hưởng từ sự cố môi trường khá lớn, nên việc chuyển đổi nghề nghiệp, khôi phục sản xuất được các cấp ủy, chính quyền thị xã Kỳ Anh đặt lên hàng đầu. Trong quá trình chi trả đền bù, thị xã Kỳ Anh cũng đã có những khuyến cáo để giúp người dân sử dụng đồng tiền một cách hợp lý. Sắp tới, về phía chính quyền, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục và xây dựng cả các đề án để khôi phục sản xuất và phát triển bền vững. Khôi phục sản xuất ở đây không có nghĩa rằng là làm lại những cái việc của ngày xưa, mà là trên nền tảng đó để mình có một cái nghề nghiệp mới, mình có một chiến lược phát triển mới để biến cái khó khăn trở thành cơ hội và sự phát triển bền vững lâu dài. Trong khó khăn, nhiều hộ ngư dân đã nỗ lực để tìm cách thích ứng. Đặc biệt, nguồn tiền đền bù đã tiếp sức kịp thời để ngư dân tìm sinh kế mới. Điều cần thiết của ngư dân vào thời điểm hiện tại vẫn là sự đồng hành của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, của các doanh nghiệp trong việc định hướng, hỗ trợ và ổn định sản xuất. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công văn bác đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tỉnh này xin điều chỉnh giảm diện tích 1.060 ha của khu bảo tồn biển Hòn Câu, huyện Tuy Phong để phục vụ cho các dự án thành phần liên quan đến công trình Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và Cảng Tổng hợp Vĩnh Tân. Công văn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nêu rõ, diện tích khu bảo tồn biển Hòn Câu đã được các nhà khoa học tính toán chi tiết để đảm bảo được các mục tiêu bảo vệ bảo tồn các hệ sinh thái, rạn san hô, cỏ biển, các loài động thực vật biển và một số loài quý hiếm. Do đó, việc đề xuất điều chỉnh giảm diện tích 1.060 ha sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các mục tiêu chức năng và thậm chí phá vỡ quy hoạch của khu bảo tồn biển Hòn Câu. Công văn cũng nhấn mạnh, quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với các dự án thành phần liên quan đến công trình Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và Cảng Tổng hợp Vĩnh Tân đã không đề cập đến tác động của việc thu hẹp khu bảo tồn biển Hòn Câu đến hệ sinh thái tại đây. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã không đồng ý với chủ trương điều chỉnh giảm diện tích khu bảo tồn biển Hòn Câu, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét lại đánh giá tác động môi trường của dự án này đối với khu bảo tồn biển Hòn Câu. Thưa quý vị, kênh CCTV 13 Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc vừa phát sóng phóng sự về tình hình buôn bán lợn sống từ Việt Nam sang Trung Quốc. Trước thông tin này, cơ quan ngoại giao của Việt Nam đang đề nghị các cơ quan, Ủy ban Nhân dân các tỉnh phối hợp nắm thông tin, lưu ý các tổ chức cá nhân trong nước tuân thủ các quy định pháp luật của hai nước và chủ động kế hoạch trong hoạt động buôn bán qua biên giới, tránh việc các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương Trung Quốc xử lý gây thiệt hại kinh tế cho các doanh nghiệp và tổ chức của Việt Nam. Vào hồi tháng 5 vừa qua, Bộ Công Thương đã phát đi cảnh báo về việc xuất khẩu lợn sống sang Trung Quốc. Theo cơ quan này, giá thịt lợn tại thị trường Trung Quốc liên tục tăng cao do hạn chế về nguồn cung. Trong bối cảnh đó, xuất khẩu lợn sống từ Việt Nam sang Trung Quốc qua các cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở khu vực biên giới đất liền giữa hai nước cũng tăng mạnh. Tuy nhiên, căn cứ danh sách các quốc gia khu vực đáp ứng yêu cầu và được cấp phép xuất khẩu sản phẩm thịt, bao gồm thịt lợn sang Trung Quốc, do Tổng cục Giám sát Chất lượng, Kiểm nghiệm, Kiểm dịch Quốc gia Trung Quốc công bố vào ngày 29 tháng 4 năm 2016, Việt Nam hiện chưa có mặt trong danh sách này. Do vậy, hoạt động xuất khẩu lợn sống từ Việt Nam sang Trung Quốc qua các cửa khẩu phụ, đường mòn lối mở biên giới đất liền có thể sẽ gặp khó khăn. Hiện nay cả nước có gần 3,9 triệu hộ dân nuôi chó với hơn 7,7 triệu con chó nuôi. Tuy nhiên, số chó được tiêm phòng vaccine dại chỉ đạt hơn 2,9 triệu con. Và thông tin từ Cục Thú y cho biết, đến hết tháng 10 năm 2016, cả nước có hơn 400.000 người bị chó cắn. Theo chương trình quốc gia về phòng chống bệnh dại, đến năm 2020, nước ta sẽ không còn người chết bởi dịch bệnh này. Tuy nhiên, từ đầu năm 2016 đến nay, cả nước ghi nhận 57 người tử vong do chó dại cắn. Các trường hợp xảy ra tại 21 tỉnh thành, trong đó các địa phương có số ca tử vong nhiều nhất là Thanh Hóa, Nghệ An, Điện Biên, Bắc Giang, Sơn La. Nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh dại trên đàn chó là do nhiều chó nuôi không được tiêm phòng dại. Công tác quản lý chó nuôi bị buông lỏng, nhiều xã không có danh sách hộ nuôi chó, dẫn đến việc tổ chức tiêm phòng dại cho đàn chó nuôi gặp nhiều khó khăn, tiêm không triệt để.
sau khi có tin phản ánh về nhiều học sinh ở trường tiểu học Cồn Sẻ ở Quảng Bình không biết đọc viết vẫn được lên lớp. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đã lập đoàn thanh tra xác minh vụ việc. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Bình cho biết đã cùng đoàn thanh tra về trường tiểu học Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc để kiểm tra thông tin nhiều học sinh lớp 3, 4, 5 không biết đọc viết mà vẫn lên lớp. Đồng thời cho biết nếu thông tin này có thật, Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình sẽ có hình thức xử lý nghiêm lãnh đạo trường tiểu học Cồn Sẻ và những giáo viên liên quan vì để xảy ra tình trạng trên. Vâng, cách đây không lâu thì một tờ báo phản ánh về tình trạng học sinh ở các lớp 3, 4, 5 đang học tập tại trường tiểu học Cồn Sẻ không biết đọc viết nhưng vẫn phải lên lớp, gây bức xúc dư luận và việc nhà trường chạy đua với căn bệnh thành tích. Thưa quý vị, thời gian gần đây trên thị trường xuất hiện trở lại loại đồ chơi hạt nhựa nở 7 màu. Loại đồ chơi này đã từng bị cấm bởi qua thử nghiệm cho thấy có nguy cơ nguy hiểm tới sức khỏe của trẻ em. Không khó để có thể mua được những gói hạt nhựa nở có xuất xứ từ Trung Quốc như thế này trước cổng một trường tiểu học trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi. Chỉ với số tiền từ 1.000 đến 2.000 đồng, các em học sinh có thể dễ dàng mua một gói hạt nhựa nở để chơi. Loại hạt này làm bằng nhựa tròn, nhỏ với nhiều màu sắc rất bắt mắt và được đóng trong từng gói nhỏ, mỗi gói khoảng 50 viên. Khi cho vào nước khoảng 15 đến 20 phút, loại hạt này sẽ nở lên và khi sờ vào có cảm giác dai, mềm. Nên thứ đồ chơi này được nhiều học sinh yêu thích. Các bạn bán ở đâu không? Dạ bán ở ngoài cổng trường. Thấy ở mấy trước cổng trường nó bán nhiều lắm cô. Con lúc mấy bữa con cũng không biết là cái gì, con mua chơi thử thôi. Trên bao bì của loại đồ chơi hạt nhựa nở này không có một dòng thông tin nào về thành phần hay nhà sản xuất, mà chỉ có những hình ảnh minh họa đầy màu sắc và dòng chữ sản xuất tại Trung Quốc. Theo các chuyên gia, những túi đồ chơi hạt nở 7 màu được sản xuất dựa trên nguyên lý giải phóng khí. Khi những quả bóng có chứa dung dịch trên được ngâm trong nước, chúng sẽ nở to ra và phát nổ để giải phóng khí. Có nhiều chất hóa học có thể dùng để sản xuất theo cơ chế sinh khí này. Nhiều trường hợp chúng cũng gây bỏng rục và ngứa ngáy nếu bắn trực tiếp lên cơ thể con người và gây nguy hiểm. Và những cái đồ chơi đó rất là nguy hại cho đến sức khỏe của các em. Và cho các em thấy được cái việc đó là cái việc không nên làm, không nên dùng những cái đồ đó. Chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm để các thầy cô giáo tuyên truyền cho các em biết cái tác hại của những cái trò chơi Trung Quốc, cũng như là cái hạt nhựa nở vào trong cái tiết sinh hoạt cuối tuần, để cho các em hiểu được và tự giác không chơi những cái đồ chơi nguy hiểm như thế nữa. Trước tình trạng đồ chơi hạt nhựa nở nguy hại được bày bán phổ biến tại các cổng trường tiểu học trên cả nước, ngày 17 tháng 11, Cục Quản lý Chất lượng Sản phẩm Hàng hóa có văn bản 388 đề nghị Chi cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố tăng cường cảnh báo mức độ nguy hiểm của loại đồ chơi này, đồng thời tiến hành thanh kiểm tra nhằm ngăn chặn sự mua bán loại đồ chơi độc hại này cho trẻ em. Năm 2014, tại tỉnh Tây Ninh đã từng ghi nhận 3 trường hợp trẻ nhỏ nhập viện vì nghi ngờ ngộ độc khi chơi với hạt nhựa nở. Trước đó vào năm 2007, tại một trường trung học cơ sở tỉnh Thanh Hóa cũng đã ghi nhận 22 trường hợp học sinh và một giáo viên phải cấp cứu nghi là ngộ độc khi sử dụng hạt nhựa nở này. Thưa quý vị, làm thế nào để những người có tiền án tiền sự sau khi chấp hành hình phạt thanh niên đã cai nghiện có thể tái hòa nhập cộng đồng? Vấn đề này dù các ngành chức năng rất quan tâm và cụ thể hóa bằng nhiều chính sách, nhưng trên thực tế với nhiều rào cản từ xã hội, những đối tượng này vẫn khó tái hòa nhập cộng đồng, thậm chí có người lại tái phạm tội. Tại Bến Tre, có một chủ cơ sở sản xuất nhỏ đã cho đăng một mẩu quảng cáo tuyển dụng lao động với nội dung rất sốc. Đó là tuyển lao động là người có tiền án tiền sự, nghiện ma túy, muốn hoàn lương. Không kỳ thị, không phân biệt đối xử những người chấp hành xong án phạt tù, tạo các điều kiện thuận lợi để người chấp hành xong án phạt ổn định cuộc sống. Đó là cách mà ông chủ cơ sở sản xuất này thực hiện với người có tiền án tiền sự. Gần 3 năm qua, cơ sở sản xuất này của ông Tâm đã thu nhận hơn 20 người như thế về làm việc. Đã có rất nhiều thanh niên có quá khứ phạm tội, mang tiền án tiền sự hay thậm chí vẫn còn đang trong quá trình cai nghiện đã được ông Tâm gian rộng vòng tay cưu mang. Không chỉ được ông tạo công ăn việc làm ổn định mà hơn hết, chính nhờ sự đồng cảm đối xử như con cháu của mình đã giúp những thanh niên này hoàn lương. Nhà có chú Tâm với con Hồng đây hỗ trợ về công việc, rồi
chung là hỗ trợ nhiều mặt, dẫn cách ấy nào nọ rồi mình cảm thấy cuộc đời mình vẫn còn có ích. Thì chúng tôi đã gặp được là chỗ anh Tâm, nó có một cái ý trùng ở đây là cái tâm của người làm đó, và mong muốn là mình đem lại một cái tốt đẹp hơn cho xã hội, đặc biệt là muốn giúp cho các cái bạn, nhất là trong cái độ tuổi thanh niên ấy, mà đã lầm lỡ quay trở lại với gia đình, với xã hội và cộng đồng mà có một cái việc làm ổn định. Ông Kiều Thanh Tâm quê ở Long An, nhưng xứ dừa Bến Tre lại là ngôi nhà gắn liền với rất nhiều thăng trầm của gia đình ông. Hơn 30 năm trước, khởi nghiệp từ nghề thầu xây dựng và sản xuất nước đá. Thế nhưng chỉ 10 năm sau, ông phải bán nhà để trả nợ, phải tha phương cầu thực. Sau khi tích lũy được một ít vốn và nhờ sự giúp đỡ của quý nhân, ông đã quyết định ở lại Bến Tre và lập ra cơ sở này. Cũng chính đã nếm đủ cay đắng của cuộc đời nên ông nhận ra rằng mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Và có lẽ quyết định giúp đỡ những người có quá khứ lỗi lầm như một cách để trả ơn cuộc đời. Thử hỏi bây giờ nếu mình là trường hợp đó thì sẽ xô đẩy mình đi đâu? Người ta rất khát vọng về vấn đề cái tình yêu thương của nhân loại, rất khát vọng về cái hạnh phúc của gia đình, nhưng mà không ai tạo điều kiện cho người ta. Chính vì vậy cho nên tôi mới nảy sinh ra một cái chuyện là tôi sẽ nhận hết. Nếu như có hai người, một người có tiền án tiền sự và người không có tiền án tiền sự, tôi sẽ ưu tiên nhận cái người có tiền án tiền sự trước khi tôi nhận cái người không có tiền án tiền sự. Lý do là tại vì người ta đủ điều kiện để xin nơi khác, còn những anh này không đủ điều kiện. Từ cách làm hay và nhân văn của ông Tâm, hiện chính quyền tỉnh Bến Tre đang phối hợp với cơ sở sản xuất của ông để tiếp tục phát triển mô hình này theo hướng mở rộng diện tích cơ sở để thu hút nhiều hơn các đối tượng có tiền án tiền sự về đây làm việc. Nói chung là cái hướng mở rộng và nhận thì nó đã có rõ ràng rồi. Tôi đã nói với gia đình mà một số bạn bè thân thiết cấp chính quyền ở đây, tôi nói khi nào tôi mất đi thì cái dự án này tôi sẽ hủy bỏ. Còn nếu tôi còn thì tôi sẽ đeo đuổi và tôi sẽ làm đến cùng, không bao giờ bỏ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.